Nghệ thuật và bonsai, cung cấp dụng cụ làm cây chuyên nghiệp. Liên hệ ngay hotline để được tư vấn. Xin chào cả nhà. Đang đi giao cây về. Thì qua chỗ này là cái ngã ba Quỳnh Côi, Quỳnh Phụ. Nhìn thấy một cái chỗ ấy, không gian nó rất là đẹp, rộng rãi, mênh mông, thanh thang. Mà thấy này có cái biển đề Anh Vân. Thì vào đây để ngắm cái không gian vườn rất đẹp nhé. Rất đẹp, đang trong quá trình xây dựng. Chắc cũng chưa xong. Anh chủ này anh ấy cũng chưa ra mắt. Ui dồi ôi. À thì đúng rồi, đây là anh Vân Cám rồi. Đúng là anh Vân Cám rồi, nhìn cái tác phẩm Long Phượng Tương Phùng kia là đúng rồi. Để xem đi vào anh có nhận ra không nhá. À trong kia anh đang làm một cái quán cà phê. Nhà vườn Anh Vân. Nhà vườn Anh Vân rất là to luôn. Bây giờ chính thức thì anh mới làm cái nhà vườn. Ô, em đi ở kia em nhìn thấy cái chữ Anh Vân không, xong là thấy nhiều cây quá, đi thử vào đây hóa ra là vườn anh. Chưa ra mắt luôn à? Vườn mới toanh luôn à? Mới toanh luôn. Đang xây dựng. Vâng. Đấy, chưa? Bất ngờ chưa? Đây là những cái cột quay này cho những cái tác phẩm đi triển lãm này. Đây, nhìn cái cột này quý vị mọi người nhận ra không? Cột để kim thư trắc mộc. Đấy, hôm nay là chưa ra mắt nhưng mà cho mọi người xem luôn trước khi mà anh ấy công khai trước công chúng. Ngày xưa thì vườn anh Vân ở trong thị trấn. Tôi cũng đã về khá là nhiều lần và chắc quý vị các bạn cũng biết trong cái chỗ mà anh ấy bán cám. Hôm nay đây là cái vườn mà anh ấy chắc mới làm ra đây. Đất này chắc mua cũng lâu rồi. Đấy, như này là biết là anh ấy nhiều tiền rồi, anh đại gia rồi. Đây là cái tác phẩm cái Ngũ Phúc Lâm Môn. Cây năm thân. Hình như là cái cây này mang đi triển lãm Thạch Thất hay sao này. Đấy, quý vị có nhận ra không? Tôi cũng không biết là có đúng không, đang đoán mò. Đấy, cốt này là cốt xanh quê, khả năng là ghép lá Nam Điền, Ngũ Phúc Lâm Môn. Đây đang xây dựng nhiều cây chất lượng quá này. Đây cái không gian đẹp chưa, rộng mênh mông bát ngát nha, rất là rộng luôn. Trải cỏ thì đặt kệ đôn đây, tác phẩm này chắc mới đặt tạm đây, chưa coi như là đặt đúng vị trí, bởi vì những cây chủ này thì chắc chắn là sau nó sẽ có một vị trí đặc biệt, cái chỗ đứng rất là đẹp. Ở đây mới đang đặt tạm đây. Long Phượng Tương Phùng. Đây cái chỗ này đang làm cái nền, chắc chỗ này để sau cũng làm bán quán này, cà phê hoặc gì đấy. Đấy, ngồi uống nước, ui mát quá. Đấy, không gian rất rộng nhé. Khu nhà vườn rất đẹp. Đấy, đây, cây còn đang vắt cả áo này. Cây quý cũng để vắt áo hết nhé. Đây, cơ bản ngày hôm nay thì chưa cần ngắm kỹ vội đúng không? Để cho cả nhà cùng xem cái cảnh quan. Một cái khu vườn mới toanh. Cây thì khá là cũ, nhiều người nhận ra, nhưng mà vườn thì vườn mới nhé. Khu vườn mới rất rộng. Đấy, cả những cây cũng mới lên đá này. Đấy, rất là đẹp. Anh Vân là một trong những cái vườn lớn của tỉnh Thái Bình luôn. Vườn lớn, vườn cũng có tiếng, nổi tiếng ở Thái Bình. Mà rất vui là cái vườn này là Quỳnh Phụ, quê hương của tôi. Đấy, rất gần đấy, cái xã An Khê. Tôi là gốc tại An Khê, Quỳnh Phụ, Thái Bình nhé. Hôm nay về quê lại thấy là anh Vân mình có một cái khu vườn này. Thì kiểu này là mỗi lần mình đi về là phải bắt buộc phải đi qua cái chỗ này. Không có cái đường nào là khác cả. Trừ khi là đi đường Ninh Giang, Hải Dương thôi. Còn nếu mà đi đường về Quỳnh Phụ thì chắc chắn sẽ phải qua cái ngã ba chỗ này.
Rất cây, rất nhiều cây chất. Vâng. Rất nhiều cây già chất lượng cao nhá. Đồ già đánh ra đỉa như thế này. Hồi trước ở cái vườn kia nó rất là chật và tôi quay phim khá là khó. Đây, về đây thì nó dễ dàng hơn. Cái xanh quê này. Đây là những cái tác phẩm rất là hoành tráng như này. Rất là múa luôn nha. Cây này không biết là hôm nay tôi mới được nhìn thấy sao. Trước đấy là của ai nhỉ? Hay là anh ấy mới giao lưu thì tôi không rõ, nhưng mà nay mới được nhìn thấy. Rất hầm hố nha. Cây xanh đi đá. Chất liệu cốt nó có lẽ cũng là một cái cây cốt xanh quê. Khả năng cũng là ghép năm điền. Đấy, đúng rồi, chắc chuẩn luôn. Đây xem là những cái cốt xanh năm điền. Rất già như thế này. Trời ơi, quá bất ngờ. Đúng là cái duyên vô tình nó lại đi qua đây. Và được xem cái vườn còn chưa hoàn thiện. Nhưng mà cho thấy là quá nhiều đồ chất, phải không quý vị? Đấy, nhiều đồ chất quá, đồ xịn quá. Thái Bình với vườn Anh Vân này nó cũng là cái vườn rất là xịn sò luôn. Sau này cũng sẽ là cái vườn có tiếng ở vùng Thái Bình này. Gần như là ai cũng biết đến. Đấy, đồ chơi rất là xịn sò đây. Quý vị xem cái khu này chắc anh cũng định làm cà phê này. Đang cải tạo là một cái khu cà phê, nó là những cái container xếp chồng lên nhau. Đấy, sẽ thành từng ô, từng ô, từng ô một. Chỗ này sẽ dùng các cái cây chắc là như vậy để trang trí không gian, cảnh quan. Có lẽ là chỗ này mà để uống cà phê thì chuẩn đét luôn. Quá là xịn sò. Rất là ok nha. Đây có lẽ là một cái cây tán tầng vật nghiêng này. Nó mới có kiểu dáng như thế này nhé. Vừa nuôi thời gian hóa nhìn trông hay không? Chắc chắn là cây rất già. Ủa, trong kia không biết là có phải là cái nhà anh ấy không mà thấy nó to quá. Đấy, đây có một cây xanh gọi là tán tầng cắt chuyển dáng này, thành một cái cây trực khá là già luôn. Úi ôi, khô đanh khô đỉa. Tán tầng cắt nên là nó đã là một cái cốt tán tầng ngũ phúc. Ôi, ở đây có một cái cây xanh, nó lại là một cây xanh quê. Nhìn quá đẹp luôn, cốt đẹp quá này. Tôi không nhầm thì tôi đã nhìn được cái cốt này từ ở đâu rồi. Hình như là cốt này ở triển lãm Thái Bình tôi nhìn thấy. Thái Bình tôi nhìn thấy cái cốt như thế này. Già trắng phau, anh già đỉa. Nó cũng là một cái cây xanh quê nhá. Cốt nó đường nét rất đẹp, kỳ dị. Nhưng mà dáng nó rất là sang, xịn. Chỗ này thì chủ yếu là những cốt xanh năm điền. Và có lẽ không phải là nhà ấy như thế phải. Có đúng không nhỉ? Tôi cũng không biết là có đúng không nữa. Đây là cái nhà ấy này. Đấy. Không biết có phải không. Đang thử quan sát tổng thể xem nó có đúng không. Ở kia lại có cái hàng rào ngăn. Có cái này để sau này khi mà công bố chính thức để gọi như là ra mắt ấy, thì lúc đấy là mọi người sẽ biết hết đúng không. Đấy, bây giờ tạm thời thì cứ đoán già đoán non như vậy cho nó thú vị. Mùa này thì nó cũng đang hơi rậm, hơi khó nhìn một chút. À, quay qua quan sát nó gọi như là nhìn trước một tí nhá. Một cây xanh cổ đẹp chưa? Xanh cổ đang rất là hot luôn. Mà nhìn những cái cây xanh như này nó vàng ươm và đánh giá đỉa. Cổ xịn nguyên bản này. Rất là giá trị nhá. Xin mời quý vị tiếp tục này. Bên này nó có một cây si. Cây si này tôi nhớ cái đợt mà tôi mới về thì lúc đấy là anh ấy vừa sưu tầm xong.
cây phi lúc đấy nó còn chưa xử lý đá, hôm nay đang xử lý là cơ bản. Đây có cái cốt xanh nó cũng rất là nhũn nhũn như là già như này. Đấy, và kinh khủng. Đây là cái vườn lẽ là cũng rất là chất lượng của tỉnh Thái Bình đấy. Kiểu gì thì xong anh cũng sẽ mời mọi người đến để uống rượu đúng không? Đoán lại đấy, cây xanh đẹp chưa? Dáng rất là điệu. Chỗ này cũng toàn là cây rất là chất. Cây này đẹp quá này, mới xử lý bệ đá hay là đang lắp chắp cái gì đấy. Cây này đẹp quá anh Vân. Nhờ. Thưa anh lấy của ai đấy? Cái này anh nuôi từ những lúc rẻ nhất, vỡ lợ làng cây đây. Thế à? Ui rồi thế. Cái này mua nó có 13 triệu. Ui. Số đỏ liệu, thế nhỉ? Liễu Thương, Liễu Thương. À, của anh Liễu, của anh Thương Liễu. 13 triệu. Năm 2012 hay 13 thì. Trời ơi, đồ này giờ thì chắc anh nên mới đắp thêm cái này à? Hay sự anh nối muộn. À, xử lý thêm đúng không? Ừ. Còn cho nó nhanh. Còn mà lên đẹp đấy. Hết từ đây là thiếu, nó thiếu phần ngọn. Lên cái ngọn này mà chọn cái ngọn này hợp nhỉ? Đúng quả dẻo. Xem em đồng Xuân Hòa em để lại cho này. À Xuân Hòa hả? Ừ. Hòa Xuân à. Đúng hợp lý đấy, hợp lý quá đẹp luôn, đặt khớp thế nhỉ? Ừ. Này mà liền phát là chết đòn ấy. Thành công luôn em. Thành công. Con này sau này con dưỡng khỏe luôn rồi đấy chứ. Sau cây như này mới là cây ác ấy. Đồ này mới là đồ hiếm. Đồ này là đồ còn làm cây. Đúng, hàng tương lai. Tương lai VIP và đồ. VIP và đồ, siêu VIP và đồ. Thì dáng nó kỳ dị như này mới là hiếm, đặc biệt, độc đáo. Đúng không? Tương lai. Mười mấy năm rồi đấy. Thôi xứng đáng thôi. Nó gọi là gì? Tâm huyết em chưa? Làm những con đường tâm huyết đấy. Ông thọ và thành công với người coi như có bản lĩnh. chưa gì mà đã sợ đúng không? Thì làm sao mà có thành công lớn được? Anh những cái cây này anh mua là những lúc người ta chán nhất. Ấy. Chán nhất đấy hả? Còn làm cây. Được. Đấy, thế mới là giờ mới ngon. Lúc nào cũng mua. Vâng. Là... Trời đất. Hết. Tức là đây là khu đất này chắc anh mua lâu rồi đúng không? Lâu anh thuê được bên công ty. À đấy à. Thường là của anh luôn thì thôi của rồi anh nhỉ. Luôn thì vip quá. siêu đại gia luôn. Thuê cả công ty để làm quán cà phê à anh? Anh làm quán cà phê để làm đấy, nói chuyện với chú lần trước ấy. Vâng. Chú làm chương trình anh về anh học tập luôn. Ngon luôn. Đó. Lên đường chiến luôn. Học tập theo chú có ý tưởng ra đưa ra cái là các anh ở dưới làm học ngay. Vâng. Đấy, cứ thế mà phát triển cái nhân bản ấy, làm cái không gian chơi cho người dân anh ạ. Rồi người dân chứ, người dân người ta cũng thèm lắm. Đúng không anh? Đúng rồi. Chứ cây đẹp cứ để anh em mình ngắm không nó cũng phí á. Để cho bà con người ta cũng được ngắm nữa. Cái cây đẹp như thế này đến ngắm mà sướng đời. Cây này chất xịn quá này. Cái này là chất xịn đấy, cả nước cả chưa. Vâng. Xịn. Mấy hai là nó khôn mới đẹp. Rồi dáng này xịn quá, dáng đẹp quá. Dáng rất đẹp luôn. Nối rất đẹp. Bố cục chuẩn. Tỷ lệ xếp bóng quá đỉnh. Cổ mà ngày xưa mà xếp như này nó cũng ác cao thủ đấy anh ạ. Yeah. Bóng này của anh làm đấy. Quá hay đấy, được. Còn mỗi bên này nữa nhờ. À, hòm. Anh đang phải chế biến thêm hôm nay đi chơi được rồi. Nhưng mà đường thân nó đẹp. Đường thân đẹp, nó mở hết toàn thân anh ạ. Mình thích nhá. Cây mà nó không có thửa thân anh em hơi kém. Rồi, quá hay luôn. Tuyệt vời. Đấy, anh đang làm đầu tư không gian chơi. Quá tuyệt luôn, ở cái góc view ở đỉnh cao. Ok, chúng ta cùng chờ đợi để anh hoàn thiện nhé. Ở đây uống rượu, chúc mừng. Goodbye.